Rồi chào cả nhà nha, hiện tại mình đang có mặt tại Nghĩa Trang Liên Hoan. Mấy hôm nay thì mình có đăng clip chỗ cô Năm ở Nghĩa Trang, kể về những cái câu chuyện tâm linh ấy được cả nhà mình quan tâm rất là nhiều. Hôm nay mình quay trở lại gặp cô Năm để cô Năm có thể chia sẻ những câu chuyện tâm linh ly kỳ cho bà con cô bác chị được biết thêm. Dạ con chào cô Năm ạ. Cô Năm chào con mới xuống hả? Cô Năm đi đâu á cô Năm? Cô Năm tính đi ra chỗ này mình bỏ mã đặng mai mốt người ta vô mình dọn mã nè. Sao không để chiều mát đi mừng cô Năm? Không, tại vì mát thì cô Năm không dám ra. Phải giờ này thì có người này người kia, nhiều khi cô Năm ra một chút rồi Dũng Năm ra. Dạ. Yeah. Vậy á. Dạ cô Năm hôm nay có tiệc cưới ha. Cái này là cái đám hỏi của ông bé Tiền. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ cô Năm tính ra cô Năm lại chỗ nhà mát chỗ đó đó. Chỗ nhà màu đằng đó nó mát. Dạ. Yeah. Rồi cái cô Năm nhổ cỏ cho sạch sẽ rồi cái mai mốt mình rửa. Mà sáng có 2-3 người vô kêu là tới bữa 17-18 người rửa đó. Rồi có 2-3 người ta kêu rồi. Rồi mấy tụi con xuống chơi hả? Dạ mấy hôm trước á thì con có ghi hình chỗ cô Năm đó. Thì có nhiều cô chú anh chị quan tâm. Cô Năm sao có nhiều câu chuyện tâm linh hay vậy? Rồi cô Năm kể chân thật quá, nhiều bà con cô bác anh chị rất là thích nghe chỗ cô Năm kể chuyện. Rồi cũng có nhiều bà con cô bác anh chị muốn biết thêm về chỗ cô Năm, có duyên giống như là có duyên thấy được người âm không biết là từ khi nào đó. Thì không biết ác đâu sững là mày. Nè, ác đâu nó lên hết rồi nè. Nè, thấy chưa? Dạ. Yeah. Cô Năm nó tự ở đây là có rồi đó, bởi vậy nó lên rồi nè. Dạ, yeah. Có nhiều bà con cô bác anh chị thắc mắc là không biết cô Năm có cơ duyên thấy được người âm từ khi nào. Thì hôm nay con quay trở lại đây mong chỗ cô Năm có thể dành chút thời gian quý báu để chia sẻ cho con cùng với quý cô chú cô chị biết thêm. Cô Năm thấy tâm linh từ lúc cô Năm 15 tuổi. Dạ, yeah. Bây giờ mình kiếm chỗ nào mát mát ngồi đi cô Năm. Cô Năm đi ra nhà mộ ngoài á. Dạ, dạ. Cô Năm nhổ chỗ cỏ mai mốt mình dọn cho nó sạch á. Dạ. Rồi mấy đứa nhỏ nó xách nước ra nó rửa. Dạ. Chứ còn chắc này cô Năm nhắm ra, mà chắc tối cô Năm nhắm ra không biết cái nhà mồ đó mát không nữa hay là nó nắng, mấy đứa con dòm có thấy nắng không? Dạ mát cô Năm. Mát hả? Dạ. Đó. Chiều chút xíu là cô Năm không có dám ra ngoài này hết cô Năm. Ra đâu. Bữa hổm cô Năm đi mà nói cho ngay đi cúng cho người ta rồi nên người ta không có hiện thân lên nữa. Chứ cái đợt mà cô Năm chưa có cúng á, tại vì các mạnh thường quân á, lúc mà không có gửi tiền cho cô Năm mua nhang đèn đó, rồi cô Năm nói cho ngay đi, rồi cô Năm thấy vậy, rồi cô Năm mới không có cúng gì nên người ta cũng hiện lên cho mình thấy, đặng mình cúng cho người ta ăn, chứ mình nói cho ngay người ta cũng không phá gì mình. Thì người ta ngồi chỉ cách này nè, người ta ngồi chỉ cách này nè mà người ta không có xây cái mặt ra nha. À, cái đồng á, ốc á, thì nó tới đây nha. Cái mặt thì cô Năm không thấy, tự nhiên người ta ụt tới đây nè, người ta ngồi theo cửa này nè, ngồi theo cửa này nè, là lúc đó là cô Năm bị như chỗ trò con là thích cho Năm, là cô Năm chỗ đó, rồi cô Năm mới tưởng đâu là người ta hút chích nha, và cuối cùng là dòm chỉ là người mình đó chứ không phải là người, mà tưởng đâu là người mình, mà không ngờ đâu là người âm đó. Tới chừng cô Năm mới kêu Dũng Năm thì Dũng Năm mới ra. Ra rồi thì người ta biến mất trên đường, không thấy người ta nữa. Nè, cô Năm dọn mấy cái mộ đây nè. Mai mốt mình làm cỏ nó đừng có ấy á. Chuyện ơi, chỗ này nắng quá chừng cô Năm ơi. Dạ, vậy mà con tưởng nó mát. Chỉ có cái khúc bên này mát này cô Năm. Cái khúc bên cái nhà mồi có cái vò máy chẻ cô Năm, phía bên đó đó. Mà bây giờ cô Năm đi ra được phía bên này không? Cô Năm dám ra ngoài này không? Dạ. Dạ. Bây giờ chắc thì cô Năm dám đi. Đi muốn đi ra đó đi. Chỗ mà cô Năm nói người ta mà giá là ăn dưa trúng. Dạ. Lại ngôi mộ này ha cô Năm ha. Chiều cỡ khoảng 3 giờ cô Năm ra đây được không thưa cô Năm? Không, 3 giờ không có ra đâu. Nè cái mộ này cô Năm nói nó hiện lên nè. Kêu cúng nè, cúng chỗ này nè. Rồi cô Năm mới nói nha, người ta kêu Dưỡng Năm lấy cốt chỗ đó đó. Rồi Dưỡng Năm mới nghe lời cái chị hai ở nước ngoài á. Dưỡng Năm không có lấy nữa. Dưỡng Năm không có lấy, cái gì Dưỡng Năm mới mướn kêu người ta lấy giùm. Mà Dưỡng Năm không có lấy tiền ai nha. Mướn người ta lấy giùm thì lấy từ 7 giờ sáng tới 11 giờ mới rồi, thì người ta có cúng một dĩa tam sơn rồi người ta mới bỏ đó, rồi người ta mới lấy rồi xong xuôi con Hằng á nó mới thấy vậy, nó mới nói là
thôi để nó ra, nó lấy bộ dĩa tâm sinh nó đem vô nhà ăn đó nha. Nó mới lấy thì nó vừa đi ra tới, nó đi ra tới ở ngoài đó đó, nó mới lấy dĩa tâm sinh thì nó chưa ra tới, nó còn ở đằng kia thì nó thấy có một cái người bận quần xà lỏng ngang đây mà ở trần, đi từ cái đó lại tới bụi tre mình đây mất luôn, không có thấy nữa, mất luôn á. Cái nó mới bưng vô thì nói cho ngay, nó không nói cái gì hết thì nó chỉ bưng vô thôi. Thì tới giấc chiều Dượng Năm á mới đi ra đốt nhang, thì Dượng Năm á đốt mình phải nói, mình phải học bộ nguyên một bó nhang bự vậy nè. Các mạnh thường quân cũng có cho tiền cô Năm mua nhang đó, một bó bự vậy nè. Rồi Dượng Năm phân nữa, cô Năm phân nữa, cô Năm tới phân nữa đâu mà cô Năm cái ổng mới nói thôi giờ chia ranh, mẹ mày đốt trong kia anh đốt ngoài này, còn Kiệt với mấy tụi nó đốt ngoài kia đó. Thì Dượng Năm mới đưa cho cô Năm, thì cô Năm đốt tắm thì ổng mới đi lại tới khúc ngay cái chỗ nhà mồ của chú cậu Ba đó, thì ổng mới nghe, ổng mới nghe đập ở dưới sắt đó, đập kinh vậy nè. Ổng mới tưởng đó là mấy đứa trong nhà nó ra nó đập, thì ổng mới chạy vô, ổng cầm bó nhang vậy nè, ổng mới chạy riết vô nhà, ổng nói ở trong nhà này có ai ra đập sắt không. Cái cô Năm mới có nói ổng, ông khùng hả, ông điên hay gì, chắc này gần 7 giờ ai ra đập sắt mà hùng đi mà cũng chưa về, còn đông rồi nó đi xỉn, nó đi nó mất tiêu rồi, ai đập sắt bao giờ đó. Thì thôi ổng nói vậy thì ổng nói là thôi, ổng nói vậy hết, ổng mới cầm nhang, ổng mới đi cầm đi lại mới tới cái khúc nhà mồ. Thì cái chú đó mặc quần xà lõn ngang đây cũng mở trần, từ ở dưới đó mới đi riết lại cái chỗ vô bụi tre này là mất tiêu không còn thấy nữa đó. Rồi cái tới chừng tối lại thì có hai người ở thành phố xuống mới trao tiền, các mạnh thường quân á mới cho tiền của cái chú đó, hình như chú Quân hay gì đó, đeo cô Năm kêu bằng bốn mắt, tại vì người ta đeo mắt kiến, cô Năm kêu bốn mắt nha. Cái tối rồi cũng 7 giờ cô Năm mới nói thôi bây giờ không ấy á, là trao tiền trong nhà luôn đi. Cái nó nói không, để con kêu ra này quay ngay chỗ mà hồi sáng ta lấy cốt á, ra đó quay đi đặng con lấy clip nữa. Rồi cái cô Năm mới nói thôi giờ này đi ra ngoài quay thôi, đừng có ra. Cái nó nói con không có sợ đâu cô Năm, con là thường xuyên là con không tin dị đang bị gì, con là người đạo Thiên Chúa, con còn vớt xác lên con đi chôn nữa. Cái cô Năm mới nói nè, rừng nào cọp nấy, đừng có nói như vậy, mình có khách thức người ta là không được. Cái nó nói không sợ. Cái bắt đầu từ ở đó đi lại tới khúc này nó, thì nó chưa có để ý nữa, nó mới bước tới thì nó cầm cái điện thoại giống như mấy tụi con vậy nè, thì nó đi tới thì cái người đó ngồi trên mã cho nó ngồi lên cái kiểu này nè. Cô Năm nói là cô Năm phải học bộ nha, chứ không phải không đâu nha. Ngồi kiểu này nè mà bận quần xà lõn nha, rồi ở trần nha, tóc thì nó sửng lên giống như là cái bột nhọt vậy đó, bột nhọt đầu vậy đó. Đó, cái bắt đầu nó cắm đầu cắm cổ, nó chạy vô nó bỏ lại thằng Kiệt với thằng Tam Mau với thêm một thằng quay clip nữa. Đó, thì rồi cái thằng đó cũng chạy vô luôn, rồi nó cũng chạy vô hết. Cái thằng đó mới rủ anh Quân ơi, em với anh đi ra ngoài này quay một clip nữa. Cái nó mới nói là thôi em ra quay đi, anh không quay nữa đâu. Thôi anh không quay. Cái cô Năm mới nói đó, mày khách thích người ta bây giờ mày không dám quay rồi. Bắt đầu từ đó đổ về sau về là nó không có dám lại đây quay nữa đó. Rồi cô Năm mới nói nghe nha, cái bữa đó Dượng Năm đi mần cho người ta mà cái máy đó là cái máy chạy thức ăn mình á, thức ăn cá viên á, cá viên nhỏ đang bán cho thức ăn cá đâu đó. Thì cái máy chạy thức ăn thì Dượng Năm nè, Hùng nè, Đông nè, rồi với thêm một người nữa, cũng như một tổ vậy là bốn người. Ban đêm thì Dượng Năm, ban ngày thì người ta cũng như đổi ca đổi qua đổi lại vậy đó. Cái bữa đó ban đêm cái chiều đó cô Năm mới đem cơm đi cho Dượng, cô Năm mới đem cơm cho Dượng rồi xong xuôi đi. Cái cô Năm mới nói ra cái mình thấy nó cũng kỳ nữa. Dượng Năm mới chị Năm mới đem cô Năm mới đem cơm cho Dượng thì nói ra cũng mình thấy nó kỳ lắm, mà cũng không phải kỳ, mình cũng thấy kỳ chứ không phải nó không kỳ. Cái cô Năm mới thấy cái bụi tre gai như vậy nè đó. Cái cô Năm mới ôi một măng cái nào cái nấy, xong mà nó bự quá, một hơi 3-4 mục luôn.
cô Năm mới nói trời ơi quá trời luôn, được 3-4 bục măng, mà măng trái gai này là nấu canh xiêm lo ăn là tới luôn. Cái cô Năm mới đi về, cô Năm nữa đi rồi, cái cô Năm mới suy nghĩ sao, cô Năm mới trở lại, cái suy nghĩ đi suy nghĩ lại, mình nói miễn mình ăn cắp của người ta một mục mà người ta thấy là mình phải xấu hổ ha, cái bắt đầu mới ra đi. Con Hằng cũng đi với cô chung với cô Năm, bị gì dở cơm thì nó ngồi ăn sau, cô Năm chạy xe ông ta đi trước chở nó đi vậy nè. Cái xuống xe mới đưa cơm xong hết, cái cô Năm mới thấy một măng 3 mục mà nó bự trái gai như vậy nè, mà bự lắm, một bự như vậy nè. Cái cô Năm ấy, Hằng ơi bây giờ mẹ con mình xuống bẻn một đi vô nấu canh giùm lo, mai dở cơm cho trà mày. Rồi cái cô Năm mới suy nghĩ, hồi nào giờ mình không có phá tán mà bữa nay mình bẻ một măng vậy, mình ăn cắp của người ta rồi người ta bắt dính rồi mình xấu hổ đó. Cô Năm ấy thôi dễ thôi đừng bẻ, cô Năm mới đi đi về. Hằng ơi cái ngồi ấy, thôi Hằng ơi uổng quá, trở lại cái ngồi, thôi Hằng ấy đi về Hằng ơi, cái ngồi Năm trở lại. Mà lúc đó là cô Năm nói với con là 6 giờ tối rồi nha, thì cô Năm mới nói thôi mình đi luôn. Mà trong đó thì cái rừng đó đó là cô Năm mới nói cho con nghe, rồi bắt đầu mới có chuyện xảy ra. Thì cái chỗ đó đó hồi đó là mấy người ở trển dí má ở đây cũng vậy, nói chỗ đó là người ta hồi lúc mà giặc giả chỗ đó thuộc về Nằm Dùng đó. Rồi cái cô Năm mới nói nghe, rồi cô Năm mới thấy vậy, cô Năm mới vô đại, vô cấp đại, cấp hết một măng nha, có sao nói vậy. Cô Năm mới vô, cô Năm bẻ một măng. Thì ở trên cái cây tre á, nó quánh xào xào vậy ha. Cái cô Năm nói, ôi cái ngọn gió mà ăn nhầm gì, mình đâu có sợ đâu. Cái thôi cô Năm không nói gì hết trơn á, con nói giữa chừng này nha, mấy ông mấy bà làm chứng giám cho con, cái nào có con mới nói, cái nào con không có là không nói, cũng như là cái những chuyện gì của con thì con mới kể nha, không có. Con mà có nói láo nói gì cho mấy ông mấy bà bẻ cổ con đi, con không có bao giờ con nói tầm bậy tầm bạ. Có mới nói, cái cô Năm mới thấy cái cây nó quánh xào xào mà cô Năm bẻ chưa có được cái một măng đâu. Cô Năm cứ xuống, cô Năm cứ ghì cái một măng vậy nè. Hằng Hằng, Hằng con phù ghì với mẹ coi. Cái Hằng, thôi con ấy thôi mày coi chừng chủng người ta đi, để mẹ bẻ. Cái cô Năm mới bẻ bẻ vậy thì ở trên cái ngọn cây nó quánh xào xào vậy nè. Mà chỗ đó là người ta mới chết mới có mấy tháng nè. Là trên cái cây, cái bụi tre mà bụi dúi luôn mà trong bộ dúi, mà cái dây thòn lòn á nó vẫn còn nằm ở trên cây thòn lòn á, người ta không có cắt, ta để trên dây thòn lòn á. Cô Năm mới không xuống, cô Năm xuống không được, cái cô Năm mới kêu Hằng á, mày coi cái chén mà lấy cho cha mẹ ăn, cái dơ mình đem về đó, chỉ có một cây dâu thái nhỏ, con đem cây dâu thái nhỏ là cho mẹ. Thì cô Năm mới ngồi xuống, cô Năm mới sắn một măng đi, cô Năm học bộ coi, cô Năm mới ngồi xuống, cô Năm sắn một măng vậy thì ở trên cái ngọn cây á, nó đưa cái đầu nó làm thè, nó làm vậy đó, là cô Năm nói là thấy chỉ có cái đầu thôi, thằng An khúc này thấy cái đầu thôi mà nó le lưỡi, nó le lưỡi lè hè vậy nè. Là bắt đầu là cô Năm mới nói là chắc cái con gì quá, thì cô Năm không có lấy được cái mục măng luôn. Hai mẹ con mới chạy ra, chạy ra là con chim cú nó vừa kêu, mà chưa có lấy được cái mục măng nào hết trơn á, chưa bẻ được luôn nữa. Bẻ nó không gãy, tại vì một măng đó nó chỉ mới có lên bao nhiêu mà phải mã lên dài vậy thì cũng bẻ được, mà nó mới có bao nhiêu sao cũng bẻ đó. Rồi cô Năm mới về, sáng lại thì ổng hết tăng ca rồi, ổng mới về ổng ngủ rồi. Cái cô Năm mới nói, anh ơi thấy chịu đi mà. Cái cô Năm mới nói, anh ăn hôm qua tôi lại tôi sắn một măng ăn về, nay nấu canh chim lo cho anh ăn, mình nêm nếm bột ngọt đồ này kia cái nọ mình ăn cũng được rồi cùng bữa cơm. Còn chỗ ổng mần á thì ổng xay cá đó, con biết mà, có khô đồ người ta đem lại khô nhỏ vậy mà nó ngon á. Thì cô Năm kêu ổng lấy đem về, ví dụ mình dở cơm đi mình nướng khô đó mình đem theo mình làm nước mắm đó, chỉ có hy vọng bao nhiêu thôi chứ không cần gì, chỉ cần gạo còn mình xay đó thì có khô đó mình lấy. Tại vì thường thường là người ta đem mấy con khô mà người ta phơi khô đó, người ta đem lại cho mình xay đặng ra thành viên. Rồi cô Năm mới nói nghe, cái ổng mới nói em ở chỗ đó ma dữ lắm á, em đừng có lại chỗ đó nghe. Cái dây thòn lòn nó còn nằm chỗ đó kìa, đừng lại chỗ đó, lại chỗ đó coi chừng ta khiến mình đó. Thì từ đó đổ sau là cô Năm không có lại. Cái này chính miệng Dượng Năm kể, không phải là cô Năm kể, tại vì cô Năm không thấy, cô Năm không biết. Cái Dượng Năm á là tăng ca ban đêm. Tăng ca ban đêm thì Dượng Năm nè, thằng Hùng nè, thằng Đông nè, rồi thêm một người nữa, một người đó là ở dưới Bà Trầm á, là lên bằng một cái ca là 4 người. Thì ổng nói á, là cái ca kia là người ta về hết, chỉ còn có ca của ổng thôi.
thì cái máy bên của người ta thì khỏi con, chứ người ta mà một ngày đó là buổi chiều là người ta nghỉ rồi, người ta đâu có còn xay cám nữa, mình chỉ xay viên thôi, thì người ta tắt máy. Nên ổng mới coi, ổng thấy là 12 giờ khuya rồi, ổng mới nói thôi Hùng ơi, con coi cái chỗ nào mà nó bà tùm có cái bao á, con chui vô đó đi, con ngủ một giấc đi. Rồi thằng Đông này nè cũng chui vô đó ngủ một giấc nữa, còn có một mình ổng thôi. Thì ổng nói ổng cũng mỏi mòn lắm rồi, mà miễn như mình tắt máy á thì sáng nay không có ra duyên cho người ta thì mình còn bị chửi nữa, tại vì mình làm mình ăn sản phẩm. Thì ổng mới nói ổng không có tắt máy, thì ổng cũng ngồi vậy nè, ổng ngồi ổng làm, ổng nói ổng ngồi ổng rộm vậy nè, thì ở sau cái máy của người ta xài cám á tự nó phát điện lên, phát lên tự cái máy nó chạy, nó chạy kinh vậy nè, ổng nói nó chạy kinh vậy đó. Rồi cái ổng lại tới, cái ổng mới tắt cái máy, cái ổng mới nói ủa cái máy này đâu có ai ở đây đâu mà quay nó. Thì ổng tắt máy, cái ổng mới trở lên đây đặng ổng trở cá của ổng. Thì ổng trở rồi xong xuôi thì ổng nghe tiếng ở dưới đó, nghe cái tiếng ở phía bên mà cám á, bắt đầu người ta cười hí hí hó hó vậy đó. Ổng nói nghe tiếng người ta cười thì ổng mới tưởng đâu là tới giờ ca mấy người lại mần. Thì xuống thì không thấy ai hết, ổng nói lạnh tanh không có ai một người nào hết. Thì ổng mới dòm ra cái cửa sau á, cái cửa sau đó thì ổng thấy 3-4 bóng đi luôn, mà toàn là bóng trắng không. Tại vì chỗ đó là má với mấy người trảnh là người ta nói hồi lúc đó mà hồi xưa đó là chỗ đó là dữ trời lắm đó. Rồi cái thôi đi, rồi cái ảnh cũng nói gì nữa, ảnh cũng linh thinh, ảnh cũng xuống tắt máy. Thì bây giờ mày rên mày la mày hí hó gì kệ mày, tao lo là thân của tao. Thì ổng mới chạy máy trên này, rồi ổng mới ngồi, ổng vừa chạy mà ổng ngồi đã, ổng đẩy lửa vô đó, ổng mới ngồi ổng dòm vậy nè. Cái ổng mới nghe tiếng người ta kêu ổng mày không cúng gà cho tao á, mày không cúng gà cho tao, tao không cho mày chạy được một cái viên nào hết trơn á, khỏi có cái viên nào mà để mày ra hết trơn á. Thì ổng mới nói vậy thì thiệt, ổng nói chạy được cái chỗ này thì nó hư chỗ này, chạy chỗ kia nó hư chỗ nọ, không được gì hết trơn á. Sáng cái ổng mới nói với người ta thì cái chủ đó người ta mới lại đặng người ta lấy thức ăn, ta lấy nhiêu bao á, thì không có được một viên nào hết, cái máy nó hư không à, sao con làm được. Rồi cái ổng mới nói với sáng, ổng mới nói với bà chủ, thì bà chủ với ông chủ đó không có tin gì đang. Ảnh mới nói vậy nè, dì ơi, con nói cho dì nghe, dì mua cho con gà đi, rồi dì nấu cho con miếng cháo, giấy tiền nhận bạc, con cúng kiến cho ta ăn, đặng ta đừng có làm cái máy của mình hư, đặng cho nó chạy mau lẹ. Cái hai vợ chồng đâu đó người ta đâu có tin dì đang, người ta mới nói là mày ăn thì mày nói mày ăn đi, chứ mày đừng có nói tâm linh nào mà kêu hết. Rồi cái ổng mới nói là dì thấy không, chạy hồi nào giờ đâu có, mà bây giờ một đêm nay là không có ra được một viên nào hết trơn á, toàn là cái máy hư không. Nó cái ổng nói vậy cho người ta, cái người ta không cúng. Thì ổng mới nói là không cúng á thì người ta có làm gì làm, tôi không có quan tâm tới, những gì tôi thấy là tôi cho biết rồi thì lo đi, người ta không lo nữa. Tới phiên tối lại là cái ca của ảnh nữa, rồi ảnh mới nói là ảnh chạy, thì ảnh cũng chạy một chút à, mà cái ca của mấy người kia thì người ta cũng rồi, người ta cũng nghỉ rồi, thì chỉ có ca của ảnh 4 người thôi. Thì ảnh nói ảnh chạy vậy nè, ảnh chạy thì ảnh mới dòm lên vậy, thì ở trên cái lóc tường á, cái tường như vậy nè, thì ảnh thấy hai cái giò. Ảnh nói cái giò bên đây nè nó mới bò qua nha, bò la qua cái giò bên này á, thì nó bò lại, mà cái giò nó đu qua vậy lại à, chính miệng dưỡng năm kể á, chút nó vô cỡ dưỡng năm rồi, cái nó cứ như vậy nè, nó bò qua bò lại, mà cái tay của nó, hai tay nó cứ bò đi như vậy nè, nó bò đi như vậy nè. Mà ổng nói là ổng không có thấy cái người, chỉ thấy hai cái giò bò đi, hai cái tay cứ bò đi qua đi bò đi vậy thôi. Nó ổng mới nói là muốn cái gì thì nói cho ổng biết chứ đừng có nhát. Rồi cái ổng thì ổng nói dứt tiếng thì ổng mới nói thôi để ngày mai có gì ổng cúng kiến cho ăn. Ổng nói với chủ thêm một lần nữa, miễn chủ không cúng kiến thì ổng nghỉ làm, chứ kiểu này ổng đâu có tiền đâu, chạy máy bữa nay hai ba bữa nay ổng không có được một đồng xu nữa. Máy nó hư làm sao con ra được viên cá, rồi sao con được ăn tẩm phẩm đó. Rồi cái ổng mới tối lại, cái nó khuya, cũng khuya rồi, 12 giờ á, 4 người hiện lên ngồi trên cái tường nhà, mà cái máy mà người ta xay thức ăn đó, nó ngồi trên vậy nè, ngồi trên chỗ này người, mà anh nói anh thấy cái bóng thôi. Rồi anh mới nói là muốn cái gì nữa,
Rồi ảnh mới nói, ảnh nghe nó nói cái chuyện mà cà chào cà thì không à. Ảnh nói, ảnh không có nghe được cái tiếng nói của nó. Nó nói gì đâu không á. Rồi thôi ảnh cũng không nói gì nữa, ảnh mới bỏ qua. Bỏ qua cho mày tới khuya cỡ khoảng 2 giờ. Rồi cái nó mới nói là à, không cúng cho nó ăn thì đừng có chạy máy. Mà không cúng cho nó ăn coi chừng đứt đít không hay. Đó, cô Năm mới nói vụ đứt đít cho con nghe. Thì Dượng Năm mới nói là tại người ta không cúng chứ không phải là tại tôi. Đó, cái nó nói coi chừng đứt đít không hay nha. À, chỉ có là củ quyền theo giữ thôi. Thì trong đó là con tính đi, Dượng Năm, thằng Đông, thằng Hùng. Mà lúc đó thằng Hùng nó còn nhỏ. Rồi thêm một thằng kia thì kia nó cũng lớn rồi. Nó cũng lớn bằng chú Dưa vậy đó. Rồi cái ổng nói, ổng được mấy đốt nhà ông trái. Ông nói là cái này không phải do nên con. Mà con nói với người ta không cúng chứ không phải là do nên con đâu có tiền đâu cúng. Thì nó mới trả lời nói là đứt đít không hay. Thì à, lui thui lúc thúc làm vậy nè. Cái thằng Hùng nó mới đứng nó làm. Vậy mà nó gịch cái đít của Hùng á vô trong cái máy vậy nè. Nhờ tình cờ có củ quyền của cô Năm á thu nó ra. Nên không ấy là nó banh tiêu cái đít luôn á. Nó hút tự. Mà cô Năm hỏi con chứ cái máy nó nằm vậy nè. Mà Hùng nó tuốt miệng này nè. Mà nó trả lời vậy nè. Nó nói không cúng cho nó ăn á. Coi chừng chết không hay. Thì Dượng Năm vẫn mới nói là tại người ta không cúng chứ không phải là tại tôi. Tôi mấy ngày nay tôi không ra được chiên nào hết. Nó cái bắt đầu Hùng nói mẹ con lui thui lúc thúc. Mà lúc đó là Hùng mới có khoảng chừng 15 tuổi nha. Hùng chưa có vợ đâu. Rồi cái bắt đầu nó mới kéo. Nó kéo Hùng vậy nè. Nó kéo Hùng, Hùng nói Hùng ghị cỡ lợi. Ghị dữ lắm. Mà nó kéo Hùng á, nó đút cái đít Hùng là vô tới đây. Vô tới cái máy luôn mà nhờ làm như có ai xô ra là cái áo của nó banh chành luôn. Rồi cái đít quần của nó hả? Hết một cái đít từ đây qua đây nè, tiêu cái đít quần luôn. Mà nhờ cái đít nó không có vô trong cái vô trong cái máy. Không ấy là bây giờ con thấy Hùng là không có cái đít luôn. Chắc có thể Hùng chết á. Nó là cái máy của Việt Hùng á. Cái tới chừng cô Năm mới kể nghe nữa. Nó mới về nó nói nữa. Nó nói là không cho nó ăn hang. Thì từ đây sắp dẫn về sau á là đừng có hòng mà chạy máy cho được. Mà bất cứ cái máy nào chứ không phải cần cái máy của ông Đực không đâu. Cái đầu nó về nó nói cái ông Đực mới nói với chủ người ta. Chủ người ta không tin. Nó nói rồi cái qua tối lại nó nói với ông Đực á. Không tin thì từ đây đổ sao máy không chạy được cái máy nào hết. Mà không chạy. Tới chừng rồi đi kêu thợ lại sửa. Thợ nói đâu có hư cái máy. Đâu có hư đâu. Để tôi chạy cho coi. Thì cái máy nó vẫn chạy bình thường. Mà tới chừng vô ca làm thì cái máy nó không chạy, nó vẫn hư. Rồi cái ông Đực nói thôi vậy à, dì nói con không tin, một con gà nó không có tới đâu. Mà đối với dì á, con gà đồ bỏ con gì, mà đối với con á là không có. Tại vì con không có tiền. Rồi vậy từ đây đổi sau á, dì coi ai á, mướn á à, dì mướn được ai á thì dì kêu người ta làm. Còn con thì con không làm cho dì nữa. Con đã thấy vậy mà con nói dì không tin. Dì nói ở đây chắc người ta thèm gà của dì dữ lắm. Nó thì từ đó đổ sau thì à, bắt đầu Dượng Năm nghĩ rồi là cái máy đó là nó thẳng là hai máy đó không còn ai làm. Bây giờ suy sụp xuống hết, bây giờ đất nó bán tiêu rồi. Nó là chỗ đó đó, cô Năm nói con nghe đó, là chỗ Dượng nói đó. Dượng nói là không có ngày nào mà Dượng không thấy hết, ngày nào cũng thấy mà không có thấy cái mình hài nó. Chỉ thấy hai cái giò nó bò, rồi hai cái tay nó cứ như vậy nè, nó cứ bò theo cái tường, nó cứ bò đi như vậy nè. Nó bò vậy không đó. Đó là Dượng nói đó. Cái nào mà Dượng kể cho cô Năm á biết thì cô Năm kể. Còn cái nào mà Dượng Năm không có kể là cô Năm đâu biết chuyện gì đâu mà để kể. Rồi cô Năm mới nói cho nghe cái bữa cũng cách nay cũng hơi lâu rồi ạ. Cái bà đó đó là bà mất là bà 72 tuổi ha. Ở đây mình nè. Bà mất 72 tuổi. Cái thằng đó thì nó cũng lớn tuổi, nó cũng hàng cỡ khoảng hàng hai mấy tuổi à. Thì bà đó mất trước. Tới sau rồi nó chạy bữa đó nó ở trên thành phố á, nó bán cá mà người ta nấu cháo cá đó, ta bán. Hay kỳ bữa đó ngay cái lễ gì của người Khmer đó, nó mới về nó chơi. Thì nó chơi xong nó chạy xuống đây. Mà cô Năm hỏi con, nó ở tuốt miệng trên kia, nó chạy lên Trà Vinh nó mua thịt heo quay vẫn được. Mắc mớ gì nó không mua trảnh mà nó chạy xuống chạy trồng hổm mình nó mua. Nó mới mua rồi xong hết rồi. Cái đầu sau vậy nó chạy về đường của nó đi, nó không về. Nó chạy lên ngay cái đường này. Nó chạy lên tới đó cái bắt đầu nó té xuống. Nó té xuống mà nó chưa có sao hết. Là nó vẫn lồm còm ngồi dậy được.
cái bắt đầu người ta ở trên ta chạy xuống, ở đây chạy lại, chạy nhầm, nó té, mà cũng như nó té rồi, mà trong khi hai chiếc xe này nó lại tới thì nó đâu có thắng kịp con. Cái bắt đầu nó đụng vô cái nó bay, hai người bên đây bay, mà điều hai người bên đây không có gì, thằng đó nó chết. Thằng chết tới 3 ngày sau cái thiêu nó xong rồi cái mới đi cầu, cũng như là rước trong về á, rước trong về nó không có về. Là tại vì vậy nè, cô Năm mới nói không về. Cô Năm mới tối, cô Năm mới đi thử lượng đường, là cô Năm bị tiểu đường á. Cô Năm mới bệnh, cô Năm mới đi thử lượng đường, mà trong khi 4 giờ là cô Năm đi sớm. Đặng cô Năm bắt số, cô Năm đi 4 giờ chứ người đó người ta mới có 3 giờ rưỡi à. Thì con đi tranh thủ nè, con bắt số 1, số 2, số 3 vậy thì nó sớm. Mày còn miễn thí dụ 5, 6 giờ con đi thì người ta bắt hết rồi, con ở cần số 100. Rồi đuối lắm. À, cái bà đó bà đi sớm hơn cô nữa, rồi cô mới đi sau. Cái lên cái bà mới hỏi cô vậy nè. À chị ở đâu? Cô Năm mới nói tôi ở Hòa Lợi, ở chỗ nghĩa địa Trầm Mã đó, tôi ở trong nhà tôi ở trong Trầm Mã. Cái mà cô Năm mới bịch cái khẩu trang vậy nè, cái bà giờ mới nói ồ cái chị này lên clip dữ lắm luôn nè. Tôi khoái coi clip chị lắm. Đó cái tôi mới hỏi chị hỏi có chuyện gì không? Bà nói tôi nói cho nghe. Rồi chồng bà nói là chồng bà không bao giờ tin Dị Đan ha. Chồng bà là người không tin Dị Đan, chồng bà là người ngang ngược nhất. Ông đó lên ổng cũng kể. Ông nói đi lại tới đó thì thấy cái người mà chết 72 tuổi đó. Thì cô Năm nói là 72 chứ cái người đó 72, mà cô Năm chỉ đoán cỡ 70, 71, 72 đổ lại thôi. Thì dắt tối cỡ khoảng 3 giờ thì bà lên tới khúc rồi. Thì cái dòng đó, cái dòng mà người lớn đàn bà đó đi qua vậy nè. Cô Năm bà học bộ xong, cô Năm học bộ lại, bà mới lên bà kể mà. Đó thì cái dòng đó đi qua đi lại vậy nè. Đó đi vậy ha. Còn cái dòng nam đó thì đi ngược như vậy. Cái dòng nam đó đi trở lại như vậy. Đó. Rồi cái dòng nữ thì ở đó đi qua, thì cái dòng nam này đi tới, cứ đi tới vậy nè. Cái bà đó bà nói ông ngừng xe đổ lại để ông chạy ông đụng ta giờ nè. Thì ông mới nói ủa đâu có ai đâu mà tôi đụng, kia người ta kia, hai người kia, người đàn ông người đàn bà. Bà còn nói vậy đó. Cái ông nói bà tầm bậy tầm bạ, đâu bắt đèn lên. Thì ông mới bắt cái đèn cho nó sáng lên, thì ông bắt cái đèn lên không thấy ai hết. Cái ông nói bà tối ngày bà mơ hồn không, bởi vậy bà ở dưới bà cứ bị người ta dựa hoài, là cũng vậy đó. Nó thì thôi không nói gì hết, cái ổng mới kêu thôi bà ngồi xe bà niệm Phật đi. Thì bà mới niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Ổng mới nói niệm cái gì mà niệm, tôi niệm thì kệ tôi, còn ông muốn niệm kệ ông. Thì một người thì đạo Thiên Chúa, người đạo Phật đó. Nó rồi tới chừng rồi ông xui cái bà nói bà niệm Phật. Cái ổng nói tối ngày cứ niệm Phật cái gì. Nó thì ổng mới chở bà ngồi sau, thì bà xây qua thì bà thấy hai người. Thằng này đi qua bà kia đi lại, thằng này đi qua bà kia đi lại. Cái ông nói ông ngừng lại đi, ông ngừng lại, ông quay cái đầu xe ông dội cho sáng cho tôi coi. Thì ông mới ngừng lại, ông dội cái đầu xe sáng không, thì ông dội lên không thấy người nào hết trơn á. Rồi ông mới lên trển, ông mới kể cho cô Năm nghe. Ông nói chỗ chị ở chỗ đó tâm linh nhiều dữ lắm, chính là tôi đi nè. Rồi cái bữa đó ông mới kể nữa, hai vợ chồng đi bán củ cải, là cô Năm kêu hàng bông đó, là chính miệng ông đó với bà đã kể cho con nghe. Đi bán hàng bông, đi lại tới đó là tại vì nhà trồng củ cải nhiều lắm. Cái ông nói ông đi cũng khoảng là 1 giờ mấy 2 giờ gì đó, đặng lên cũng như bỏ mối cho con, bỏ mối cho người này người kia vậy đó, không phải là mình bán, đi bỏ mối. Thì ông mới lại chạy lên tới ngay chỗ bụi tre này. Đó. Ông mới nói có bụi tre này, cái thấy ở trong bụi tre này đi ra một người đàn ông, một người đàn bà, là một người đàn ông với một người đàn bà, mà ổng với bà không nói là áo gì hết, nói là hai người mới ngoắt vậy nè vô đây tôi mua cho hết, khỏi có đem đi chợ. Thì ông này ổng nói là mình khỏi bỏ mối đâu, mình lên tỉnh khỏi bà, bây giờ mình ở đây. Thì ổng mới bà mới kêu ông ngừng lại đi, sẵn mình bỏ mối ở đây. Rồi ông này mới trả lời nói mình bỏ ở đây mối đây, rồi lên tỉnh thì mai ông đi bỏ mối là người ta không lấy, mất ngày bán người ta bữa nay. Cái ông mới nói thôi vậy ngừng bỏ lại cho người ta mớ, mình đang mớ. Thì ông mới ngừng xe, thì hai cái dòng đó quắt ổng vậy nè, quắt ổng với bả đi vô bụi tre. Nó thì ổng với bả mới được theo vô bụi tre, chiếc xe thì đậu đó, hai vỏ cải nằm ở bên đây, hai vỏ cải nằm ở trước. Thì quắt thì hai cái dòng đó vẫn quắt như vậy.
Rồi ngoắt lại tới cái bụi tre này vô mất tiêu. Thì hai người đó biết là ma nhát. Rồi hai người đó mới trở lên xe đi. Đi rồi đi lên tới trảnh là về. Về đây rồi cái mới lại chỗ con Hằng bắn me mấy bữa nè. Mà tại vì con không xuống nên con thấy nó bắn me. Bắn me mà người ta ấy chỗ ta bắn me ngâm á. Người ta lại người ta mới mua me. Người ta mới nói với con Hằng. Rồi sẵn tình này cô ở đó. Rồi người ta mới kể cho cô Năm nghe. Người ta mới nói nhà bà ở trong dầm mã bà sợ không. Cô Năm nói sợ rồi mình cũng ở mà không sợ cũng ở. Mà điều tôi ở đây từ nhỏ tới lớn nên tôi không biết sợ là gì. Cái clip của chị tôi thấy người ta quay chị dữ lắm luôn á. Thì cô Năm mới nói kệ đi. Thì bây giờ chị thấy tâm linh là chị xui lắm. Chị về chị đốt nhang chị cầu nguyện chị gian trái đi. Đó, những người nào mà thấy tâm linh là những người đó nó rất là xui dữ lắm luôn đó. Ổng với bà nói hai vợ chồng đứng mắt vậy nè. Mắt vô cái hai vợ chồng mới ngừng xe lại vô bụi tre là mất tiêu không thấy nữa. Là lúc đó chưa có nhà bầu này nha, nhà bầu này mới cách đây hôm Tết mình nè. Cái đi lại cô Năm mới đứng vậy nè. Thì cái đứa bé đó ngồi trong cái mã đó nó ngồi ở dưới vậy nè. Mà trên cục đá bây giờ hai trên cục đá đi mất rồi. Đứa bé nó ngồi vậy nè. Ngồi trong ngóc ngồi lên vậy nè. Ngồi lên rồi cái cô Năm mới kêu mấy đứa quay clip. Rồi có hai thằng mới lại quay. Tại đây quay thì đứa bé nó thấy bóng ở trong đó mà đứa bé lại biến mất tiêu. Đó là cái đứa bé đó đó. Mà cái đứa bé đó là lúc mất á là được đâu 7 8 ngày đó là đứa bé đó đi vô nhà cô Năm. Mà cũng không phải vô nè, đi từ ở đây lại tới chỗ cái nhà mồ của ông ba thôi. Nói vậy nè. Đi cứ nói vậy nè, cái nào có mình kể, cái nào cũng có nó kể 7 8 ba không được á. Cái bắt đầu đi vậy nè, mà có một cái đèn mà như là cái đèn tóc mình vậy đó, nó cầm vậy nè, mà nó cứ đi nó nói vậy nè, mẹ đâu rồi, mẹ con đi kiếm mẹ ơi mẹ đâu rồi con đi kiếm mẹ, mà từ ngang chỗ nhà ông ba đi lại chỗ này thôi, nhà mộ ông ba cứ đi qua đi lại chỗ này, mà đi là cũng như nó mất được 3 bữa nó mới đi kiếm mẹ đó, nó kiếm mẹ nó là cứ đi vô chỗ nhà con Năm tới khúc đó là đi ra đây là mất không thấy nữa. Đó là chỗ này đó. Còn cái bữa đó cô Năm với Hùng với anh Hoàng là lúc đó là cô Năm chưa có gia đình nha, cô Năm chỉ mới quen với Dượng Năm thôi, là lúc đó là cô Năm chắc ở khoảng 16 tuổi mới quen với Dượng Năm đầu tiên. Thì Dượng Năm mới lên là bữa đó Dượng Năm mới nói thôi chị em thương anh không, anh nghèo lắm. Cô Năm nói tôi cũng nghèo rồi sơ rồi xác à, thôi hai đứa mình thương với nhau đi thì hai đứa mới thương nhau cũng tìm hiểu. Rồi cái cho tới chừng rồi cái mẹ cô Năm á, mẹ chồng cô Năm cũng chịu, tại vì cô Năm nghèo quá, mẹ chồng cô Năm giàu lắm đó, giàu dữ lắm mà cái ngay chỗ mà Tây Ninh nó giàu lắm, đất đai nhiều lắm, mà em chồng nó cũng hết rồi. Cái cô Năm mới kể nghe cái bữa đó phim á, cái phim ở dưới chỗ con liên tục á. Dạ cô Năm ngồi đi, cô Năm ngồi đi cho khỏe cô Năm. Cô Năm mới đi chỗ kho lương thực. Cái mới đi ngang cái bụi tre nó nằm mặt lộ. Thì cái bụi tre như vậy nè, cái đường lộ, cái này bụi tre đi. Cái này cái đường lộ, cô Năm nói là cô Năm phải học bộ mới được. Tại vì cô Năm có sao nói vậy. Rồi cái đầu mới học bộ là đi ngang vậy. Thì cô Năm hỏi con chứ cái bụi tre làm sao mà nó quần qua, nó bít cái lộ đó. Rồi cô Năm với Hoàng mới suy nghĩ. Cô Năm với em cô Năm mới suy nghĩ. Trời ơi, cái kiểu này không được. Bây giờ á, như cái vụ đi, miễn mình trèo lên á, mình bước qua thì sợ cái nhánh tre đó nó bật lên là mình té xuống mình chết. Bây giờ mình chung, bây giờ á, cô Năm mới nói nguyên cái nhánh tre mà nó quật từ ở đây qua tới bên kia lộ luôn. Cái cô Năm nói bây giờ hai chị em mình bây giờ chung. Thì cô Năm với nó mới vừa khung xuống hàng chung thì chiếc xe du lịch nó vừa chạy tới. Nó chạy tới thì mình dòm, xe du lịch chạy tới mình dòm không thấy cái nhánh tre nào để quằn qua hết, mà cũng không thấy gì hết á. Đó, rồi cái hai chị em mới chạy qua khỏi đi xuống dưới kho lương thực ở dưới là coi phim. Là lúc đó cái phim đó người ta chiếu bằng cái miếng vải á con, chứ chưa có cái truyền hình nha. Cái đậu ra đó hàng hoàng đó. Cái tới chừng giảng phim thì cô Năm mới nói thôi để mấy chú em về. Thì mạnh ai người ta cũng có xe hết trơn, mình thì đi bộ về. Rồi Dượng Năm á, cô Năm mới nói thôi anh về đi, anh từ đây về tới dưới 5-6 cây số mà đi bộ nữa. Còn cô Năm từ đó về đây có một cây mấy số à. Đó, Dượng, cô Năm mới cho Dượng Năm về. Dượng Năm không về. Dượng Năm nói thôi để anh đưa em về.
thì mới đưa cô Năm về về trên này. Về trên này rồi cái mà đi đi trên chuyến đường á, mà cô Năm cũng hỏi con nè, cái này tự khiến, tâm linh nó khiến. Thí dụ cái đường lộ đi nè, mắc mớ gì con không đi, mà con á, cái đó một giải đó đó là má cô Năm nói hồi đó mà chị Cộng á, nó bắn nổ nổ cái banh cái đầu nè, rồi nó sẽ mổ xẻ nó, rồi nó bỏ nằm dập dịu ngoài lộ á, là má nói hồi lúc mà chưa có tiếp, má nói hồi đó giặt giả đó, má bà kể luôn. Rồi má bà cũng thấy luôn chứ không phải là mình cô Năm. Cái bà nói sao mà ba đứa mày về sao mà không về đi ngang lộ, mà ba đứa mày đi vô chỗ bụi dúi chi vậy. Mà bữa đó là trăng tròn, trăng 16, trăng tròn lắm. Các đậu bà mới la lên, bà la bà nói ở ngoài lộ không đi à, đi vô trong chòm dúi chi vậy à, mày bữa nay mày khiến mày muốn dắt con tao đi hả gì. Bà mới la lớn. Thì lúc đó là cô Năm mới hết hồn, là cũng như cái hồn mình hết hồn, bắt đầu mới má phát ra, mới chạy ra lộ, mới chạy về đó. Là cô Năm mới chạy về đây đó, là cô Năm nói nha, là cô Năm á, cái từ mà hồi lúc mà cô Năm 15 tuổi đổ lên á, là cô Năm đã thấy tâm linh rồi, mà cô Năm lại thấy nhiều người nhát cô Năm luôn, chứ không phải là một người đâu. Cái nhà cô Năm á ở ngoài lộ ngoài đó, cô Năm chiếu một cái truyền hình trắng trắng đen mà nói nghe người ta cho cô Năm, rồi với một cái đồ đĩa mà người ta cũng xài rồi người ta cho, tại vì dượng Năm đi giọng cừ người ta mới cho. Cái cô Năm mới xin kéo điện nhờ của người ta kéo, rồi xong xuôi cái cô Năm bữa nào cô Năm bắt thì bắt, còn bữa nào mà dượng đi rồi á là cô Năm không có bắt. Cái có người ta lại, người ta nói thôi bắt đi tao coi, thì mày có ngủ mày ngủ, thì mình coi người đó là cũng như anh của mình thôi, mình không có nghĩ gì hết đó. Mà người đó là dân tộc khác chứ không phải dân tộc Việt Nam của mình, là cũng như mình dân tộc, người dân tộc của mình là dân tộc Kinh hả, dân tộc gì, dân tộc Kinh. Còn dân tộc người Khmer là ta kêu dân tộc gì, dân tộc Khmer. Đúng rồi, cái người đó dân tộc Khmer, mày coi tao nói tao cũng hiểu luôn đó. Nó cái bữa đó cô Năm mới nói thôi giờ tôi ngủ quá, thôi bây giờ anh ngủ đi, anh coi đi, chừng nào anh về thì anh kêu tôi tắt nghe không. Thì Mạnh cô ngủ, Mạnh hùng ngủ, Mạnh con hằng ngủ, Mạnh con lo ngủ hết đi. Thì ổng mới vừa bước dò ra đặng ổng đi tiểu ở sau hè nhà cô Năm á, tại vì hồi lúc đó là cô Năm không có, chỉ có cái nóc nhà thôi, còn cái minh dách về là cô Năm cũng có. Người ta chôn mã thì cô Năm lấy cái miếng cái chiếu á, cô Năm dừng được minh dách. Cái tới chừng mai mốt người ta chôn mã dừng được minh dách, chôn mã dừng được minh dách ở đằng trước thì ta chôn nữa, lấy miếng dách đó dừng ở trước cửa. Thì ổng mới ra ổng tiểu thì tiểu bên hông nhà cô Năm, thì cái hông chỗ mà mấy tụi nó bị bữa đó thằng ấy bị nhát rồi đi giục điện thoại cô Năm lụm đó. Thì ổng nói ha, ổng ra cái mặt ha, thì ổng nói ha, nó có nanh có đút vậy nè, mà nó đi phun lùi cho một cục vậy đó. Cái bắt đầu nó nhát ổng rồi là ổng cấm đầu ổng chạy, ổng không có nói một tiếng nào vô rồi à, mày tắt truyền hình ha, mày tắt đầu đĩa này kia cái nó khỏi có. Mà cái cửa của cô Năm mở tầng quạt mà nó chơi ngay, thì cô Năm đâu có của có gì đâu, chỉ có cái truyền hình trắng đen người ta cho, truyền hình 12 đến đó với cái đầu đĩa cũ của người ta vậy nè, tại ổng bị dụng cừ người ta cho đó. Rồi tới chừng mà khuya lại cỡ chừng 4 giờ ông được ổng mới đi sôi, ổng về, ổng về ổng nói ủa sao mẹ mày không tắt truyền hình à, không tắt đầu đĩa mà cứ để hoài vậy. Tôi nói ủa chắc này ông đi sôi về mấy giờ rồi. Cái ổng nói mọi bữa thì tao đi sôi về mẹ mày tắt truyền hình, tắt đầu đĩa, bữa nay sao không tắt. Rồi các anh đã về nào, mình nói tên thì nó kỳ quá, ổng còn sống nó. Rồi cái tới chừng này rồi cái tôi mới nói ủa ổng về ổng đâu cho tôi hay, tôi đâu biết, tôi ngủ mất rồi. Rồi cái rồi thôi cũng nói. Cái sau cô thấy chiều không lên coi, mà chiều không lên coi tới nửa tháng cô Năm mới thấy ổng đi chợ. Cô Năm mới hỏi ủa sao mỗi bữa anh mỗi lên coi phim mà có khi chiếu phim á thì ổng xức tiền ra ổng cho mình đi mướn phim mà chiếu bằng cái đĩa nha, bằng cái cuốn á, cái cuốn ha, bằng cuốn băng á chứ không phải là bằng cái đĩa đó. Thì bữa nào ổng lên thì ổng cũng kêu mình người ta chạy xuống người ta đưa cho mình hai cuốn băng đó, là ổng trả tiền. Ổng trả hình như là 20.000 một ngày hay gì đó, cô Năm không biết. Tới chừng nửa tháng cái cô Năm mới nói ủa sao ông này ổng làm gì mà ổng thấy ổng lên sao kỳ cục kỳ, mỗi bữa ông này ổng đâu có bao giờ mà ổng không lên, ổng ghiền đĩa phim muốn chết, ổng làm gì ổng lên. Tới chừng đi chợ mới gặp ổng, mới thấy ổng ủa hỏi sao anh lên. Ủa mẹ ở sau hè mày á, bên hông nhà mày nguyên con quỷ nó nhát tao,
nó mặt mày nó hả, à, lọ nồi không à, có hai cân năm bến. Cái cô Năm mới nói vậy, không phải quỷ nhát anh đâu, tôi sợ người ta vô người ta ăn cắp đồ á, người ta trét mặt trét mày. Cái ông đấy, mẹ bà mẹ mày, nhà mày có gì để ăn cắp? Có cái đầu đĩa này cũ xèm, rồi có cái truyền hình này, truyền hình trắng đen này, ai mà thèm lấy đâu? Nhà mày phải có cái gì đâu? Thì nhà cô Năm đâu có gì, có hai cái đó là ta cho đó, rồi với có cái giường tây đó, rồi thì cô Năm ngủ cái giường tây, rồi mấy đứa nhỏ thì nó trải chiếu ở dưới đất á, nó nằm. Thì cái bữa nào cô bệnh thì cô nằm ở trên giường, còn bữa nào mà nằm dưới đất á thì cô Năm để cho mấy đứa nhỏ lên giường, cô Năm giường Năm ngủ dưới đất đó. Thì hồi đó đó cô Năm mới kể không nghe nè, cái nhà mồ ở chỗ này nè đó, cái nhà mồ đó đó, cái nhà mồ ngoài kia mà người ta lấy rồi, người ta đập rồi, người ta đền cho chùa rồi, là cái nhà mát đó luôn luôn đầu mới chịu mấy người mà người ta đi chôn á, mà người ta xuống đây chưa tới giờ thì người ta để đó, rồi chừng mà tới giờ thì người ta đem vô người ta chôn. Thế cô bây giờ người ta bồi thường rồi, là mấy người thầy đó người ta mướn đập tiêu rồi. Cô Năm mới kể nghe, cái chị đó ở đây nè, cái bữa đó đó, cái chị đó đó ở trong gia đình chị đó, là chị là không có chồng, chị mới đi coi thầy, thầy mới nói là ngày bữa 23 mày đừng có đi đâu nha, mày ở nhà mày đừng có nên đi chặt thuốc. Thì cái bữa đó chị đó chỉ mới thấy chiều tới 3 giờ rồi, đâu có cái chuyện gì xảy ra đâu, mà ngay ngày 23 nữa chị mới thấy vậy, chị mới đi chặt thuốc, mà chị đi thuốc bị nhân bị chứa á. Chị đó thì còn gái người ta riêng là nghe, tuy rằng ta tuổi lớn chứ người ta còn riêng á, ta không lấy chồng ta ở vậy đó. Cái cho tới đi 3 giờ mấy cái người ta mới đi chặt thuốc đầy đống hết trơn rồi, rồi là chuẩn bị ra về. Thì có 7 người người ta làm cầu đường á, ta làm cầu á, cái người ta mới thấy cô này đi chèm ngoẻm ở trong chầm mã, chầm mã mà bữa đó con quay với thằng trưởng á, chầm mã đó đó. Rồi thì cổ đi chặt thuốc đó đó, rồi cái cổ mới thấy 7 người đó bay, 7 người đó cũng hơi uống rượu, cũng hơi chỉnh sai rồi, cái 7 người đó mới hạ cổ, hạ thì còn sống. Cái người ta nói sợ mà cho cổ sống á, thì cổ thấy mặt từ người hết trơn, cái mới bắt đầu mới làm cổ chết luôn. Làm cổ chết cái mới lấy cõi áo ngực á, thì treo vô cần cổ, làm như là cái cần câu con câu vậy đó ha. Cổ quỳ gối, còn cái áo mặt của mình á thì lộn thành áo trái, cái quần mặt lộn thành quần trái. Rồi cái người ta mới ban đêm người ta đi bán đồ, người ta mới thấy vậy, người ta mới la lên, thì mới đem cổ lên trên cái nhà mát chỗ này cô Năm nói với con ta lập rồi đó, thì đem lên đó rồi bắt đầu mới mổ xẻ cổ ra. Mổ xẻ cô ra thì máu me dữ lắm, mà cô thì cô trồng cái đám miếng ngay chỗ đó nữa, cái nhà cô thì ngoài đó. Thì cô nói cho nghe, thì cô cũng đi ra dòm thấy mổ xẻ, thì người ta mổ người ra thì cũng giống như là người ta mổ con chó mà mình thấy đầy hết trơn luôn á, ruột gan phèo phở cái gì cũng có hết trơn á. Người ta mới lấy rằng người ta thí nghiệm coi phải chết vì cái ngạch đó hay là chết vì bệnh hoạn đó. Rồi cái con biết không, đi lên đây mổ xẻ thì ông đi qua lại cho một chút đồ, bà để lại cho một chút đồ rồi mua hàng rương rằng tẩn liệm. Cái tẩn liệm cổ mới đem cổ đi lên kia chôn. Chôn rồi xong xuôi á, là cô Năm nói là không phải, không biết là người ta có nhát mình hay không, hay là mấy người mà ở tai nạn ngoài đường á, là cô Năm sợ vậy đó. Cái bắt đầu cô Năm thèm mía, tại vì mía cô Năm trồng tới 9-10 hàng lận ngoài đó đó, mía đường cô Năm á, nó lên tới cao như cỡ này. Cái cô Năm mới đi ra, cô Năm mới đốn mía, là chờ đó là cũng khoảng 5 giờ mấy tối rồi, cô Năm mới đốn mía vô cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Thì mới đốn mía vô rồi, cái tới chừng vô rồi ngồi trong xong xuôi cái mới vô nhà ngồi, ngồi cho mày đã đợi ngồi cái, thì cũng không ở trước cửa nhà cô Năm á, có cái giường mới lớn nè. Hồi đó thì con Lon á, nó ấy, con Hằng nó bán hột thịt lộn chứ nó bán xăng dầu, thì ngồi đó chặt mía vô đó ăn. Ăn thì hồi có một con bún cho mày bị to vậy nè, nó mới bay lại, nó bay đi bay lại, bay đi bay lại, nó cũng như là nó không có nhát thì mình, mà nó bay đi bay lại là mình biết người đó rồi, là mày cũng không nói gì hết trơn á. Thì cho tới chiều tối lại cỡ chừng khoảng đâu 7-8 giờ tối à, thì con đi ra đi, thì con trước khi con ra tiểu thì con phải ra tiểu bên hông này, chứ bên hông kia thì cái đường lộ mà cái trước cửa nhà mình thì mình dòm ra, không lẽ con lại con tiểu hơn trước cửa thì ngoài lộ người ta cũng dòm vô người ta thấy, mình phải tiểu bên hông nhà. Thì hiểu tiểu bên đây thì nghe tiếng người ta kêu, người ta nói tối rồi giờ này xong ngủ đi,
à, giờ này còn thức nữa đó ha, là cái cô Năm nói ai kêu gì kể người ta, nhiều khi người ta kêu mình sao cái cho mà có chừng một tiếng hồ sau nữa, thì lúc đó là cô Dượng Năm ở nhà nghe, không phải mình cô Năm không nghe. Rồi cái cô Năm mới nghe tiếng người ta kêu, cô Năm mới nói anh ơi ai kêu mình ngoài kìa, đâu ông ra ông coi coi. Ổng nói ai mà kêu mẹ ơi, mẹ ơi, người ta đi lộ, người ta bán rau quán gì, người ta la vậy chứ ai kêu. Thôi cũng bỏ qua không nói. Cái hồi nó nói vậy nè, giờ này 7-8 giờ tối rồi, 9-10 giờ tối rồi sao ông lũ thức hoài vậy. Là cô Năm biết tiếng của người đó rồi đó, cô Năm biết rồi, cô Năm mới nói anh ơi cái người đó vậy vậy đó ha, tại vì người ta ở đây cô Năm muốn nói tên, cô Năm biết tiếng rồi. Rồi thôi cô Năm cũng bỏ qua không nói tới nữa. Cái vẫn coi truyền hình không tắt đầu đĩa, vẫn coi coi cho tới 10 giờ, 10 giờ mới là chuẩn bị đi ngủ. Thì nó lại nó kêu một cái nữa, nó kêu mà nó vỗ cái vách con cái bóp vậy nè. Nó mới nói giờ này sao ngủ mà cứ thức hoài vậy, à, giờ này biết giờ của người ta không, người ta giấy nghiêm người ta ngủ đó. Thì nói vậy là cô Năm vẫn biết người rồi, không phải là không biết, là mình sẽ biết người đó rồi. Rồi cái ổng mới nói mẹ mày ơi tao đâu có sợ ma sợ quỷ gì đâu, mày cứ nhát tao được mày cứ nhát đó. Thì ổng thì nhà cô Năm thì kéo điện người ta thì cũng sáng trưng à. À đó, tới chừng rồi xong xuôi thì hồi có con bướm, đầu tiên không phải con bướm đâu, đầu tiên giống như là cái con chia con cò ha, con chim gì mà nó đen thui tù lùi à, nó mới bay vô trong nhà cô Năm á. Mà hồi đó cái nhà cô Năm là cô Năm nói với con là không có phải là cái nhà nó cô Năm dựng lên 4 cái cây này nè, rồi chỉ có cái nóc ở trên thôi, tại vì lúc đó dựng nhà có đầy đủ hết, mưa nó ông rồng đi đường cái đi hết luôn nó, rồi mấy lượm mấy cái miếng vách dựng lên, rồi 4 miếng này là 4 miếng tàn là chiếu không à nó. Rồi đó là mới kêu ổng thì ổng mới nói ôi không sợ gì đâu, bay thì cứ bay, mà con giống như là cái con chim á, con cò gì mà nó đen thui tù lùi à. Thì nó vừa nó bay ra thì nghe cái tiếng chim của con chim heo nó kêu đó, con chim heo nó kêu rồi xong xuôi ổng cũng đến tin là ổng nói tiếng nào trên sáng. Cái ông nói sao mà trong mình anh nó quể quải tay chân hết trơn à, kỳ cục vậy. Thôi kệ cạo gió rồi xong xuôi cũng không nói gì. Tới chiều tối chật chật cái ổng mới ngồi uống nước, tại vì cái giường đó là cô Năm nói con Hằng nó bán một chiếc lộn xăng dầu đồ đó. Rồi cái mới dựa vô trong cái cây cột á, dựa vô trong cái thanh giường mình á, ổng ngồi ổng dựa ổng uống ly nước trà ổng bưng uống vậy nè. Mà con bún cho mày bày to, cô Năm nói bày to chứ không có đâu, hai cái bàn tay của Năm á, con bún á, mà nó cứ bay vòng vòng vậy mà nó biết nói chuyện. Không phải là nói chuyện gì, nó kêu là đi vô ngủ đi, giờ này tối rồi khuya rồi, mà sao ổng không vô ngủ mà giờ hiện bây giờ còn ở đây đó. Là ổng cứ kêu hoài. Thì cô Năm đã nói với con á, là từ hồi nào giờ nó thẳng là từ hồi cô Năm ở trong nhà trống á, là cô Năm á đi á thì má dặn mày có đi qua củi thì không được lên tiếng thôi, là ở trống là ít, còn bắt đầu từ ở đó đi ra ngoài này là thấy nhiều. Rồi cô Năm mới nói ừ nãy giờ cô Năm ngồi đây với con là cô Năm không có kể cái vụ đó nha. Thì cô Năm mới kể hai vợ chồng ông bà già đó đi trên chuyến đường mà đi lỡ mà đi xin ăn đi giữa đường đó, mới nằm trong khe mã này nè. Đúng rồi, cái khe mã này để cô Năm khỏi nói phải không. Ừ đúng rồi, khe mã này nè. Ừ khe mã đó đó, ở bàn chỗ đó đó, đi lỡ đường rồi hai vợ chồng mới vô đây xin ngủ, mới xin ngủ mà người ta cũng già cả rồi. Rồi con mới biết không, hai vợ chồng mới có một cái chiếc xiếng. Chiếc xiếng mình á, hai chồng có được một chiếc xiếng. Mà chiếc xiếng đó là cô Năm kêu bằng chiếc xiếng, tại vì cái chiếc cẩm thạch đó nó làm bên đây chút vàng, bên đây chút vàng, bên đây chút vàng, chút vàng, thì cô Năm kêu bằng chiếc xiếng. Chứ cô Năm không biết là chiếc đó là chiếc gì, chiếc cẩm thạch. Nói vậy đi mà có vàng. Cái tối mới ngủ mới giấy là ở đây mấy ông mấy bà khuất mặt mày, con đi xin ăn mà lỡ con đi đường con không biết tới đâu, bây giờ tôi cho con xin ngủ nhờ đừng nhát con, thì miễn con vô đây con ngủ á, con giấy người ta là tao không nhát đâu. Nó cái hai vợ chồng mới ngủ, hai vợ chồng ngủ thì sáng mà ngủ thức dậy đặng chuẩn bị đi xin á, thì ổng mới nhức cái lưng quá, nhức cái chỗ này mà nó rát. Ổng mới kêu bà dòm cái lưng tôi coi sao mà nó rát quá vậy. Thì ổng mới dở lên là cái này là cô Năm nói tôi nghe nha, không phải là cô Năm đặt điều nói đâu nha. Hai vợ chồng ông này đi vô nhà cô Năm xin nước và xin cơm ăn, cô Năm nói giữa chừng này, cô Năm không có nói thêm đâu, bởi vậy cô Năm không có đặt chuyện được. Mới lại đây là tại vì con nói, cô Năm nói nghe, trong khi cái nhà mình không có nhà ở, rồi cái nhà của mình lại dừng cái miếng cái chất chiếu, rồi hỏi con cái chỗ nào cho người ta ngủ nó, rồi người ta mới thấy là trong này im đẹp quá.
Nên là hai vợ chồng bà già đó nói thẳng là người ta cũng lớn tuổi rồi, người ta cũng hàng năm mấy 60 rồi, nó mới đi lỡ đường, mới tới đây, mới là đầu tiên là mới vô nhà cô Năm, mới xin là nước uống. Rồi cô Năm mới, người ta không phải là người ta xin cơm cô Năm nha, ta xin nước uống thôi. Cái phích nước đỏ lớn cô Năm mới múc cho một miếng nước là đẩy ca luôn. Rồi cô Năm mới hỏi là hiện giờ ông với bà đi đâu, nói ông với bà đi xin ăn mà đi lỡ đường. Rồi cô Năm mới hỏi, ủa bà không có con cháu sao mà bà đi xin? Cái bà nói bà có con cháu mà con cháu không có thương hai vợ chồng bà. Rồi bà cũng mắc nợ, bà cũng mắc nợ số tiền hơi nhiều mà bà đi xin cũng được mớ. Bà nói vậy thôi. Thì cô Năm mới thấy vậy tội nghiệp hai vợ chồng, cô Năm mới múc nước cho cái phích nước lớn, à phích đỏ đầy một phích luôn. Rồi cô Năm thấy vậy, cô Năm mà cho cơm, mà cũng là cái cơm đó mình ăn rồi là cũng là cơm cháy, cơm mà không phải cơm cháy cũng như con sắn xuống rồi có cục cục vậy. Cô Năm ăn, cô Năm ít có xới lắm, bới một cục cục đi tới vậy nè. Đó, cô Năm mới bới cho ông với bà là một tô lớn. Rồi cô Năm mới không có gì ăn, cô Năm cho nước tương là ra để ông với bà ăn. Thì cô Năm có ra, mẹ cô Năm có ra, là con Hằng con Loan dưỡng Năm vẫn có ra đó. Tại vì mà cô Năm mà phải có nhà, nhưng hiện giờ là cô Năm cho người ta vô ngủ nhờ hàng ba, mà tại vì mình không có đó. Cái ông với bà mới vô đây ngủ, ngủ cái ông á, ông mới rát cái lưng quá đi, ông mới kêu bà ơi, bà coi coi cái lưng tôi làm sao mà nó rát quá. Thì bà ông mới dòm, nó ủa sao nguyên cái bàn tay của ai vậy, rồi thêm một con xúc không nữa. Rồi cái ông mới nói, ủa sao bàn tay gì, nó bàn tay đỏ chói à. Thì cái bàn tay đó là cái con số 5, cái bàn tay nó đứng trước, con số 0 nó đứng sau. Thì ông già đó ông mới bàn con số 50 ha, ông mới bàn số 50. Cái vợ chồng ông mới đánh, thì con thấy đi cái số đó nó người ta chỉ là có một đài một thôi, hình như là một tuần lễ chỉ có 3 lần số số thôi là cô Năm đã biết á. Rồi cái chiều ông mới xin số, rồi ông mới lấy cái số tiền xin ăn á, ông mới đánh số. Ổng đánh số là chiều ổng trúng nhiều lắm. Rồi cái ổng mới xin bà ngủ nhờ. Mà người ta nói cho ngay nha, người ta có mua đầu heo lại nhà người ta cúng nha, chứ không phải là nói thẳng là người ta xin ăn thật. Mà bữa trúng số là người ta mua đầu heo, mua này mua kia là cúng. Cúng rồi xong xuôi ông với bà ở ngủ lại nhờ một đêm nữa. Thì ông với bà sáng bà mới thay mình, bà mới dở tay lên, bà mới thấy số nằm ở chỗ này nè. Bà số nằm chỗ này nè, nằm chỗ này nguyên cái con số luôn. Mà cái con số của bà là không phải là con số 50 giống như của ông, mà số của bà lại con số 05. Con số 5 nó đứng đà, con số 0 nó đứng này, con số 5 nó đứng cuối đó. Thì số 05 bà mới thấy vậy, bà mới đem cái bà trúng số đó với cái chiếc xuyến của bà đó, bà mới lột ra bà đi bán hết. Bà mới quánh, bà trúng bữa đó quá trời luôn, trúng rất là nhiều nha. Bà mới vô bà nói con ơi, thôi giờ bà cũng xin ngủ nhờ nhiêu đây đủ rồi, bà cũng cúng. Tại vì cô đã thấy, cô nói ủa sao mà bà với ông đi xin ăn mà lại sao bữa nay có tiền gì mà để mua đầu heo. Thì ông mới nói thôi kệ, mình mua đầu heo mình cúng, chứ ông không nói là ông trúng số nha, có sao nói vậy. Cái tới chừng qua ngày sau đó ông trúng số là bán cái chiếc xiến đó. Ông mới với ông với bà, của đậu mình sẽ nấu đậu nên trúng quá nhiều luôn đi. Rồi đó là ông với bà không còn đi xin nữa. Ông với bà mới qua ngày sau, ông với bà mới mua thịt heo quay cúng. Ông với bà mới đem cho cô Năm một miếng, là mua bún đồ cũng cho cô Năm ở trỏng, mới đem ở trỏng ăn. Rồi ông bà mới nói là cảm ơn cô nhiều. Rồi ông với bà mới kể, ông mới nói là lỡ ông vậy mà ông cũng có phước đức, nên ông người ta cho số ông, bây giờ ông trúng mà ông về. Thì ông mới về là ông thiếu, ông với bà mới thiếu nợ người ta đó. Con cái không đứng ra trả nợ cho bà đâu, mà không biết là xứ ông xứ bà ở đâu, cô Năm không có hỏi tới. Rồi mấy con bà, ông mới trúng rồi ông mới lấy cái số tiền về, ông mới trả cho người này, ông trả cho người kia. Mấy người đó người ta mới là ba gai, người ta mới hỏi, người ta tìm tòi tới nè. Con mới nghe người ta tìm tòi nè, ủa bà với ông đi xin ăn làm sao có tiền dữ mà để trả cho con. Rồi người này sao mà có tiền ở đâu, bọn lụm được ở đâu hả. Cái ông nói ông trúng số. Cái người ta mới hỏi ủa sao ông trúng số, ông làm ngạch gì mà để ông trúng số. Cái ông nói ông trúng số mà đó, ông nói mà cho ổng nó, ông mới về ông trả cho người ít, mà nó không phải người ít, mà cũng như thiếu con bao nhiêu tiền là trả quần cho con hết, người quần hết. Rồi ông sống như vậy là vợ chồng không còn đi sinh năng nữa.
rồi ổng mới chỉ là cái mã đó ở khúc nào, cái chỗ đó là cái xã gì, cái huyện gì, cái tỉnh gì đó, rồi ở đâu, ở cái cô đó, cái nhà cô đó nó nằm với chung với cái trầm mã mà nhà cô đó nằm mặt lộ, muốn vậy hỏi thăm cô đó. Nó thì cô Năm mới kể tới cái mới hỏi thăm, nói là tôi có một người cậu với người cô đi xin ăn mà người cũng như đi đi giữa đường đó tối đó mới xin ngủ nhờ là cái mộ nào. Thì cô Năm mới ra chỉ là cái mộ này, nó nằm ở ngay cái lường đó đó, thì mới xin ngủ nhờ. Thì bốn người đó người ta cũng than thở mà đều đi thì không có nữ, chỉ có nam thôi, cũng xin ngủ nhờ vậy, mà nói tiếng ngủ nhờ chứ không có, cũng như phải mua rượu lại uống, uống xong xuôi rồi tới mỏi mòn mới ngủ nha. Ngủ thì không có thấy gì hết trơn á. Rồi cái ông này ông thức sớm, ông nói mấy bà dậy 3 giờ đi xin số mà 3 giờ ngủ hết. Bây giờ mấy ông dậy không? Cái mấy ông đó người ta nói người ta xỉn quá, người ta nên người ta ngủ một chút. Thì ông này ông mới lồm còm ngồi dậy rằng ông lấy cái nước mà trong phích á, ông mới lấy ông rửa mặt thì ông thấy cái ngọn gió ở trong bụi tre này nè, nó mới bay hù hù ra. Thì ổng mới thấy cái bóng là bắt đầu ổng mới là chạy. Thì bắt đầu mạnh ai nấy chạy, chạy hết luôn. Là từ đó đổ sau là hai cái người này không cho số người nào hết, là nằm ngay cái lường mã này luôn nè. Cô Năm cho con hỏi cái khoảng thời gian mà cô Năm với Dượng Năm còn sống trong cái căn chòi mà không có cái vách đó. Thì cái chỗ mà cô gái mà bị 7 người đàn ông làm thợ hồ đó, làm cái chuyện đó đến chết á, thì cái cô gái đó hóa ra thành con bướm rồi sao nữa thưa cô Năm? Cũng như là cô Năm không biết là cô gái đó thành con bướm là như thế nào, cô Năm không biết. Thì chôn cô gái đó rồi xong xuôi thì cái đó là cái nhà mát đó nó vẫn còn nha. Mà đầu tiên á thì cô Năm chiều năm giờ mấy sáu giờ mấy đứa nhỏ mới đòi ăn mía, cô Năm mới ra chặt mía đường, tại vì cô Năm trồng 700 hàng ở cái nhà màu đó, tại vì miếng đất trống để làm gì, cô Năm mới kêu Dượng Năm trồng mía. Trồng đó thì mới chặt đem vô cho mấy đứa nhỏ ăn. Ăn thì đầu tiên á thì kêu 3 tiếng, kêu giờ này tối rồi xong ngủ. Đó thì nghe tiếng thứ nhất là cô Năm không có hiểu được cái tiếng nói của người ta. Cái kêu tiếng thứ hai, giờ này khuya rồi sao không ngủ, làm phiền dữ vậy. Đó là cô Năm sẽ biết tiếng người đó, tại vì người đó cô Năm trực tiếp gặp mà. Rồi cái tìm một tiếng thứ ba nữa là Dượng mà nói là Dượng mày không sợ ha, không sợ luôn. Nó tới chừng rồi xong xuôi qua ngày sau đó là cái người đó mới hiện thành qua con bướm cho mày bị to vậy nè, là nó cứ bay vòng vòng ngay chỗ cái giường của Dượng Năm để uống nước trà. Là nhà cô Năm mỗi lần ở ngoài ngoại có hai cây trứng cá rất là cao, tại vì cái hình đó hiện bây giờ á, tại vì cái hình đó mình chụp trắng đen phải, mà bây giờ hiện giờ còn là cô Năm lấy cho con con bướm cho mày bành to vậy nè, bướm đen nữa đó ngoài đó đó. Mà con bướm nó thường xuyên xuất hiện lãng vãng ở trong cái ngôi nhà của mình hả cô Năm? Đầu tiên á thì con chim gì cô Năm không biết mà nó đang thui thù lùi nha. Nó bay đảo như vậy, cái nó bay ra thì nó kêu 3 tiếng chim heo nó kêu két 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 là 3 tiếng. Rồi bắt đầu một lát là bắt đầu Dượng Năm ngồi ở trên cái giường đó thì nguyên một cái con bướm cho mày bị to vậy nè, bướm đen. Nó cứ lượn qua lượn lại. Nhưng mà nó nói tiếng người luôn hả cô Năm? Nó lượn qua lượn lại. Trời ơi. Rồi nó mới nói với Dượng Năm mẹ, ủa giờ này xong ngủ, khuya lắm rồi Dượng Năm ơi, còn kêu tiếng Dượng Năm luôn. Bây giờ khoan tin cô Năm, giờ hỏi Dượng Năm ơi. Ơi, giờ này khuya lắm rồi, sao không ngủ đi Dượng Năm? Dượng Năm còn thức làm gì vậy? Cái đó là ổng đi soi về đó, rồi là giờ đó là ổng thức. Đặng ổng rộng cá, ổng rửa cá, ổng rộng, rồi ổng mới châm nước trà ra, rồi ổng mới ngồi, ổng nhâm nhi. Đó. Rồi ổng mới, tại vì mình kéo cái đĩa đèn đó ra ngay chỗ cây trứng cá đó. Đó, vậy mà nó dám kêu ổng. Giờ này rồi sao không ngủ đi? Khuya rồi. Kỳ cục vậy. Thôi đi ngủ đi Dượng Năm. Thì kêu tiếng thứ nhất là ổng đã biết rồi, mà nó cứ bay, nó cứ đảo ngay vòng vòng ổng như vậy. Nó bay đảo vòng vòng vậy nè. Đó, là cô Năm là chuyên nghiệp, cô Năm nói con là từ 15 tuổi là cô Năm đã thấy tâm linh rồi. Mà lúc đó chỗ cô Năm với Dượng Năm với mấy anh chị trong nhà không sợ hả cô Năm? Không có sợ đâu. Chàng ơi. Tại vì cô Năm nói nghe hồi lúc á, cái nhà của đất của mẹ là ở trong trỏng. Rồi có cái ông thầy ở trong chùa đó, là hồi đó cái một dãy mã này á, là người ta làm cái hàng rào là bằng dây chì gai. Thì người ta mới cắt, người ta bán da chai hết đi, rồi người ta mới dắt bộ u vô được. Nó mới đập bể bông sen, đập này đập kia.
người ta mới vô máng dấu trong chùa. Thì trong chùa mới đi kiếm người ở giữ mộ, thì nói cho ngay đi, không ai ta dám giữ hết á, người ta sợ ma, nói thẳng là người ta sợ ma. Cái cô Năm mới nói má ơi thôi vậy không có cần người ta kêu, bây giờ mình ra ngoài mình ở đi, rồi đất đó chừng nào đổi đổi. Thì cô Năm với má mới đi ra ngoài này cắt cái chòi ở ngoài lộ đó, ở đó cô Năm nói con đó. Thì cái nhà của má lại có cái nhà, nhà cô Năm cũng có cái chòi, mà rốt cuộc trời mưa nó đưa đi một cái tiêu hết đó, rồi mới ở đó đó. Ý con là khi mà nghe bướm nó bay rồi nó phát ra cái âm thanh, cái tiếng người như vậy á, mà lúc đó nhà mình lại không sợ, chứ nếu mà gặp con chắc con xỉu ngang luôn ấy. Dương không sợ đâu, mà có cái là mà cô Năm thì cô Năm nói thiệt với con là ốc ác cô Năm sững lên hết, nó sững lên hết, chứ mà còn cái sợ là cô Năm sợ. Cô Năm có nói giữa chừng này, cô Năm nói mình cũng nghèo quá, mà mình bây giờ mình không có chỗ ở thì mình vẫn ở bình thường không có gì hết. Rồi sau này á, má mới đổi đất với ông chủ đất mới vô trong này ở. Thì vô trong này ở thì cô Năm mới nói con vô trong đây mới thấy dữ dằn đó. Dạ. Đó. Dạ con cũng cảm ơn cô Năm đã dành chút thời gian quý báu để chia sẻ cho con những câu chuyện tâm linh trong ngày hôm nay, đặc biệt là chỗ câu chuyện cô gái trẻ Đồng Chinh bị bảy anh thợ hồ làm cái chuyện đó mất quá linh thiêng, hóa ra thành cái chú bướm mà có thể còn phát ra được cái âm thanh tiếng người như vậy, một câu chuyện quá đặc sắc. Thì qua đây con cũng xin chúc cô Năm thật là nhiều sức khỏe, mến chúc với bà con cô bác anh chị đang xem trên kênh YouTube có thật nhiều sức khỏe, với bà con cô bác anh chị yêu thương kênh hãy like cũng như đăng ký và chia sẻ. Nếu quý cô bác anh chị yêu mến chỗ cô Năm kể những câu chuyện tâm linh đó thì có thể comment ở phía bên dưới cũng như là chia sẻ để cho chỗ mình cũng như là các bạn làm YouTube có động lực ghi thêm nhiều câu chuyện tâm linh ở chỗ cô Năm chia sẻ đến bà con cô bác anh chị ạ. Cuối clip thì con cũng xin chúc cô Năm thật là nhiều sức khỏe. Cô Năm có đôi lời gì gửi đến quý bà con cô bác anh chị không thưa cô Năm? Thì cô Năm cũng gửi lời thăm các mạnh thường quân mạnh khỏe và vui vẻ. Năm cũ rồi cũng tới sang năm mới rồi. Chúc các mạnh thường quân mằng ăn dồi dào sức khỏe. Cô Năm chỉ chúc vậy thôi. Với hai nữa, cô Năm cũng chúc cho con nhiều sức khỏe, quay clip cho càng nhiều người xem. Dạ. Rồi thí dụ có cần cái gì đó, miễn cần thì comment cô trong đó thì rồi xuống đây cô sẽ kể cho nghe những cái gì cô thấy là cô mới kể nghe. Rồi với hai nữa, cô cũng nói lên cái clip, cái tiếng nói của cô Năm, thì những mà ai không tin tưởng ha thì cô Năm mời xuống đây, mời xuống đây rồi cô Năm không cho ngủ ở đâu hết, cô Năm chỉ cho ngủ ngay chỗ cái bụi tre này trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Cô Năm nói 2 tiếng chứ 1 tiếng thôi, 2 tiếng đồng hồ. Dù cho cô Năm không có tiền, cô Năm đi hỏi nợ cô Năm cho 2 triệu. Cô Năm nói giữa chừng này, miễn ai mà nói á, thì nói chỉ được trong nhà thôi, ở trong nhà nói được thôi, chứ còn đi thì không dám đi. Mà comment thì nói tầm bậy tầm bạ, à, mình nói vậy mình phải sợ là cái miệng của mình nó xấu không? Nó xấu rồi nó cũng không có tốt đẹp đâu. Mà mình làm như vậy mình cũng không được cái gì mà để cho người đời người ta khen mình hết á. Nó những gì cô Năm thấy thì cô Năm mới nói. Còn ai không tin á, thì cứ xuống đây mượn chú Ba Dưa hay là mượn chú Tình đi xuống đây, rồi chú Tình với Ba Dưa quay, còn người đó muốn ngủ thì ngủ ở đây 2 tiếng đồng hồ thôi. Cô Năm cho 2 triệu mà đi mượn nợ cho luôn á. Yeah. Không có tiền chứ đi mượn nợ cho. Mà yeah. Cô Năm nói giữa chừng này nha, ngủ là ngủ ngay đây nè, ngay chỗ mã chỗ này đừng ha đó. Dạ rồi, con cảm ơn cô Năm rất là nhiều ạ. Dạ dạ, chào con.